An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi người trung bình dành khoảng 1/3 thời gian cuộc đời để ngủ. Như vậy là đủ hiểu giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với mỗi người. Bên cạnh việc ngủ đủ giấc, tư thế khi ngủ cũng rất quan trọng. Vì tư thế ngủ đóng vai trò quyết định chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến tất cả những vấn đề về sức khỏe. Chúng ta vẫn thường được khuyên rằng nằm nghiêng sang bên trái là tư thế ngủ tốt nhất của con người. Thế nhưng, tư thế này có thực sự tốt hẳn hay không? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem video ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe để hiểu rõ hơn. Hiện nay, các nhà nghiên cứu tin rằng có một yếu tố ảnh hưởng rất nhiều tới giấc ngủ là tư thế ngủ. Chính tư thế chúng ta nằm có thể tác động đến trí não của con người. Matt Berico trên trang tin Van Wickle đã dành thời gian để tìm hiểu các nghiên cứu để đưa ra kết luận trên. Vào năm 2004, 63 tình nguyện viên đã được yêu cầu ngủ nằm nghiêng về bên trái và bên phải. Sau đó, điền vào bảng khảo sát về chất lượng giấc ngủ, về ác mộng, sự huyền ảo của giấc mơ và cảm giác của họ vào sáng hôm sau. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, nhóm tình nguyện viên ngủ nghiêng về bên trái gặp ác mộng nhiều hơn. Báo cáo cho rằng, 60,9% trong tổng số họ đã gặp ác mộng, so với chỉ 14,6% những người ngủ nghiêng về bên phải gặp hiện tượng này. Nhóm bên phải có nhiều giấc mơ liên quan đến cảm xúc nhẹ nhõm và an toàn, nhưng chất lượng giấc ngủ của họ lại không cao. Nghiên cứu này vẫn có một số hạn chế do số người thử nghiệm ít và đa số là tự báo cáo, nhưng nó vẫn chỉ ra được sự khác biệt của giấc mơ tùy thuộc vào cách chúng ta nằm. Quan sát sơ bộ của chúng tôi chỉ ra rằng giấc mơ và chất lượng của giấc ngủ có liên quan đến chức năng của não bộ và tư thế của cơ thể ảnh hưởng đến điều này. Các nghiên cứu trong tương lai cũng cần phải thể hiện được những người có khả năng điều khiển giấc mơ thay đổi quá trình mơ của họ bằng cách cố ý thay đổi tư thế ngủ như thế nào, các nhà nghiên cứu kết luận. Vào năm 2012, các nhà nghiên cứu từ Đại học Hung Se Jan tại Hồng Kông đã thực hiện một nghiên cứu tương tự. Họ theo dõi thói quen và vị trí ngủ của 670 người trưởng thành và phát hiện ra rằng những người ngủ úp mặt xuống sẽ đạt được những giấc mơ sinh động nhất như về UFO, ngoại tình, bị nhốt, không thở được hoặc có quan hệ tình dục với người nổi tiếng. Vấn đề tính cách không ảnh hưởng đến việc này nhiều bằng tư thế ngủ, nhà nghiên cứu Karin Kai Chingyu kết luận. Ông cho rằng tư thế ngủ có tác động đến việc mơ. Ngoài ra, còn có nhiều bằng chứng cho rằng ngủ nghiêng sẽ làm cho giấc mơ sống động hơn. Hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục vào thời điểm này, nhưng nếu ai muốn thử điều này thì hãy thử ngủ úp mặt xuống hoặc nằm nghiêng về bên trái để kiểm chứng. Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh tầm quan trọng của một giấc ngủ ngon. Thiếu ngủ có liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe, có thể dẫn đến các bệnh từ béo phì cho đến bệnh tim, chứng sa sút trí tuệ đến tiểu đường, rụng tóc, thậm chí là cả lão hóa sớm. Tuy nhiên, nhiều người lại không ngủ đủ giấc vì nhiều lý do, bao gồm môi trường phòng ngủ, nệm, mức căng thẳng, chế độ ăn uống và cả tư thế ngủ không đúng. Vậy nên hãy cùng xem tiếp video ngày hôm nay để xem ưu nhược điểm của từng tư thế ngủ. Từ đó, các bạn hãy lựa chọn ra một tư thế ngủ phù hợp nhất với bản thân mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mỗi tư thế ngủ, dù là nằm ngửa, nằm nghiêng hay nằm sấp, thì đều có ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe tổng thể của bạn. Chúng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể vào ngày hôm sau, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của não và góp phần gây ra các rối loạn não như chứng mất trí, bệnh Alzheimer hay bệnh Parkinson. 1. Tư thế nằm ngửa, hai tay hai bên người, tư thế người lính. Ưu điểm: đây được coi là tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe của cột sống vì lưng vẫn thẳng, giảm áp lực lên đĩa đệm cột sống, do đó ngăn ngừa đau ở cổ và lưng. Ngoài ra, ngủ trên lưng làm giảm axit reflux, làm duy trì hình dáng bộ ngực và giảm thiểu nếp nhăn trên khuôn mặt. Nhược điểm: những người nằm ngủ ở tư thế này thường gặp phải vấn đề phổ biến liên quan đến ngáy. Khi nằm ngửa, trọng lực buộc cơ của lưỡi hạ xuống vào đường thở. Điều này cản trở việc hít thở và gây ra ngáy ngủ. Giải pháp: nếu bạn ngáy ngủ và gặp các vấn đề hô hấp khi nằm ngửa, thì có thể kết hợp với tư thế nằm nghiêng. Khi nằm ngửa, bạn có thể dùng một cái gối lớn
ở dưới đầu gối để tạo đường cong tự nhiên dưới lưng và dễ ngủ hơn. 2. Tư thế nằm ngửa, hai tay giơ lên, tư thế sao biển. Ưu điểm: đây được coi là vị trí tốt nhất cho cả sức khỏe của cột sống và cổ. Nó đặc biệt ít gây áp lực lên đĩa đệm cột sống nên có thể ngăn ngừa đau cột sống và cổ. Ngoài ra, nó giúp làm giảm axit reflux, ngăn ngừa trào ngược dạ dày thực quản. Vì đầu được nâng lên, dạ dày phía dưới thực quản. Tư thế ngủ sao biển này cũng ngăn ngừa các nếp nhăn trên da. Nhược điểm: cũng giống như tư thế người lính, tư thế sao biển có thể dẫn đến vấn đề ngáy ngủ. Ngoài ra, nâng cánh tay lên trên đầu có thể gây ra đau do áp lực lên dây thần kinh ở vai. Giải pháp: tránh sử dụng gối khi ngủ ở tư thế này để cho đầu, cổ và xương sống được nghỉ ngơi ở vị trí trung lập. Điều này sẽ không gây thêm áp lực lên những khu vực trong suốt giấc ngủ của bạn. 3. Nằm nghiêng, tay ở bên thân, tư thế đăng nhập. Ưu điểm: đây là tư thế ngủ lý tưởng cho cột sống vì nó nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn theo đường cong. Nhờ đó, không chỉ giúp ngăn ngừa đau lưng và cổ mà còn giảm nguy cơ ngừng thở khi ngủ, giảm sự ngáy ngủ. Đây cũng là vị trí ngủ tốt nhất cho phụ nữ mang thai. Nhược điểm: ở tư thế này, chân ở phía trên không được hỗ trợ đầy đủ nên có thể dẫn tới đau lưng và đau hông về sau. Ngoài ra, ngủ nghiêng có thể dẫn đến lão hóa da. Do trọng lực đè lên, nó thậm chí cũng dễ gây đau cổ. Giải pháp: vì tư thế này có thể gây ra đau cổ, nên bạn hãy sử dụng gối dày để hỗ trợ dưới cổ. Nên chọn gối có vỏ là satin để ngăn ngừa giảm nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngoài ra, đặt một cái gối giữa hai đùi cũng giúp hỗ trợ cho chân bên trên tốt hơn. 4. Nằm nghiêng, tay đưa ra ngoài, tư thế người mới. Ưu điểm: tư thế ngủ này ngăn ngừa đau lưng và cổ. Ngoài ra, nó giúp giảm ngáy ngủ, ngăn ngừa ợ nóng, trào ngược axit dạ dày thực quản và ít tỉnh giấc lúc nửa đêm. Không chỉ vậy, tư thế ngủ này thậm chí còn cho phép cơ thể loại bỏ chất thải từ não một cách hiệu quả hơn và giảm nguy cơ phát triển các rối loạn não như bệnh Alzheimer và Parkinson. Nhược điểm: ngủ ở tư thế này dễ cản trở dòng chảy của máu và gây áp lực lên dây thần kinh, có thể gây đau ở vai và cánh tay. Dây thần kinh bị nén cũng có thể gây căng thẳng đối với các cơ quan nội tạng như dạ dày, gan và phổi, có thể gây khó chịu. Nếu nằm mãi ở tư thế ngủ nghiêng sẽ tăng nguy cơ bị sẹo ngực và lão hóa da sớm, đặc biệt là da mặt bền bị đè xuống gối. Giải pháp: chọn một chiếc gối bằng satin để giảm nguy cơ nếp nhăn trên khuôn mặt. Để hỗ trợ cho chân trên, bạn có thể đặt gối giữa đầu gối. Tuy nhiên, để giảm sự khó chịu trên cánh tay, bạn nên chuyển sang tư thế đằng nhập. 5. Tư thế thai nhi. Ở tư thế này, bạn nằm nghiêng, cuộn người, đầu gối co lên ngực và cằm cúi xuống. Ưu điểm: tư thế này làm giảm ngáy ngủ ở mức độ đáng kể. Đây cũng là tư thế tốt cho phụ nữ mang thai. Nằm ở tư thế thai nhi, nghiêng về bên trái, đặc biệt có thể giúp làm giảm trào ngược axit dạ dày thực quản, vì nó sẽ giữ cho dạ dày ở dưới thực quản. Nhược điểm: mặc dù vị trí này có thể giúp bạn cảm thấy khá thoải mái trong khi ngủ, nhưng nó có thể gây ra nhiều căng thẳng lên cổ và lưng, dẫn đến chứng đau nghiêm trọng ở cổ và lưng, chẳng hạn như đau thần kinh hông. Thêm vào đó, cuộn người lại khi ngủ sẽ làm căng lưng và khớp, cũng như gây ra một số vấn đề như cản trở hơi thở, sớm xuất hiện nếp nhăn và sẹo ngực. Giải pháp: những người thích ngủ ở vị trí này nên sử dụng một chiếc gối vững chắc để hỗ trợ đầu. Ngoài ra, gối phải đủ cao để giữ đầu ở vị trí trung tính. Điều này sẽ giúp làm giảm căng thẳng và áp lực lên cổ để tránh đau cổ, đau cơ và cứng khớp. Nếu bạn thường xuyên ngủ ở tư thế này thì nên thay đổi bên sẽ tốt hơn. Việc uốn cong bên trái dễ gây căng thẳng cho các cơ quan quan trọng như gan, phổi và dạ dày. Vì vậy, nếu bạn chọn tư thế thai nhi khi ngủ thì nên nghiêng về bên trái. 6. Nằm sấp, tư thế rơi tự do. Ở vị trí này, bạn thường nằm sấp, đầu nghiêng sang một bên hoặc cánh tay nắm lấy gối. Ưu điểm: nằm sấp giúp giữ cho đường thở trên trở nên rộng mở hơn, do đó giảm ngáy ngủ. Nếu ngủ lâu ở vị trí này, có
có thể có tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa của bạn. Một nghiên cứu năm 2012 xuất bản trong Hiệp hội Tâm lý Mỹ cho thấy, những người nằm sấp khi ngủ có nhiều khả năng có những giấc mơ khiêu dâm hơn so với những người ngủ ở các tư thế khác. Nhược điểm, nằm sấp bị coi là tư thế ngủ tồi tệ nhất vì tạo ra nhiều áp lực lên cột sống. Nằm sấp không hỗ trợ đường cong tự nhiên của cột sống mà còn gây ra căng thẳng trên phần thắt lưng cũng như các khớp khác và cơ bắp, dẫn đến đau đớn và tê liệt. Nghiêng đầu về một bên hoặc úp mặt xuống gối có thể gây căng cổ và hạn chế hô hấp, cản trở lưu thông máu. Vậy nên, tư thế này không được khuyến cáo dành cho những người bị đau cổ hoặc đau lưng. Đối với những người béo phì, kiểu ngủ này gây thêm áp lực lên các cơ quan nội tạng như phổi. Thêm vào đó, ngay cả khi ngủ ngon ở tư thế nằm sấp, bạn vẫn dễ cảm thấy đau hoặc cứng cổ vào ngày hôm sau. Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí Thần Kinh đã cho thấy những người bị chứng động kinh thường có khả năng chết bất ngờ khi ngủ ở tư thế nằm sấp. Giải pháp: nếu bạn thích nằm sấp khi ngủ, hãy thử ở tư thế nằm nghiêng và đặt một cái gối ở giữa bụng và đệm. Điều này sẽ làm cho bạn thoải mái hơn so với ngủ úp trực tiếp bụng lên đệm. Theo các bác sĩ, tư thế nằm ngủ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của giấc ngủ cũng như tình trạng sức khỏe sau khi thức dậy. Do đó, nằm ngủ đúng tư thế và phù hợp với thể trạng từng người sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngược lại, việc duy trì nằm ngủ sai tư thế sẽ rất có hại, nhất là đối với những người có bệnh lý đặc biệt cần tuân thủ nghiêm ngặt về tư thế trong khi ngủ. Hy vọng sau video ngày hôm nay, các khán giả của An Tâm Sống Khỏe có thể lựa chọn được tư thế ngủ phù hợp với bản thân mình.